chồng bà đó. Vậy hả? Rồi đó liên quan ông nội này, ông làm vậy rồi mới đẻ nó. Bây giờ hai đứa con cho nó già 46 rồi. Vậy là chị nói đúng. Đi lên thăm con không cho. Quất lại nè. Vậy hả? Cậu của ông Năm Thảo ngang chăng đó. Là chị nói đúng rồi. Chị Hương ơi, ở trên Cù Tre hả? Ờ, chứ đó, đó chứ đâu. Nhưng mà lúc mà chị nói chị mưa chị chưa lại á là chị ở đâu? Chị mưa chưa lại thì đi vòng vòng trên bên chợ Hòa Định đó. Đi xin hả? Không có đi xin đi. Không có đi xin người ta nghe trời. Đi vòng vòng đó đó. Rồi chừng nào mà thấy có mưa mình quẹo vô nhà ta mình đục. Rồi không mưa thì mình đi qua đó. Cũng tùy theo, không mưa tôi qua kia sớm tôi sắc lúa, còn mưa thì tôi chị tính ra chị còn tươi lắm á, nếu mà được ăn uống đầy đủ nghỉ ngủ đàng hoàng á, khuôn mặt chị rất là đúng rồi là tốt luôn nha. Đúng rồi, chứ đâu có bệnh gì đâu. Tại chị hôm bữa làm là chị ngước mặt lên để đừng có ngồi gục thì đau cổ á. Hôm bữa gặp mặt lần đầu tiên là chị rất là mập lụ à, mà trắng nữa chứ đâu phải giống vậy. Bữa nay gặp lại nè, ê dùm mũi nè, trắng quá trời, quá trời luôn, người cái tay đứt nè, cái tay bị chém nè, bị chặt nè, nó tại tôi buồn mà má tôi có bán tôi nhiều lần quá tôi cắt gì đó. 21 đừng cắt nữa nha, 21 bỏ gặp bỏ bán nữa cắt nữa. Bán ở đâu 21 không có bán ở đâu, đừng có buồn, đừng có khóc nữa, đừng có lo nữa. Có đứa em gái xuất hiện rồi nè, nếu mà bán rồi nữa chắc tôi cắt hôm nay luôn quá. Có gì chứ cái này là tại đó sao phát hiện nè, nó đưa đi nè không sao nè, chứ người ta không phát hiện không biết chắc cũng không sao đâu. cắt chứ đâu sao đâu, biết nắng tới đen mà cút tay luôn kìa. Đen luôn luôn cút tay luôn kìa. Ở ngoài đó nấu thuốc thì phải đen rồi. Nắng bên đây thì chạy gì bên đây, miễn nắng bên đây thì chạy gì bên đây. Có hai bên túp liều. Thích thức luôn á ha, ngày mai có bộ đồ mới rồi, mới đây đủ duyên lành rồi ha. Sáng giờ có niệm Phật không? Hả? Sáng giờ có niệm Phật chưa? Thì khổ quá, thì không nổi luôn. Phải niệm Phật. Niệm cho đời bất khổ chứ, không sao không chịu niệm. Đói bụng không? Dưới phần mình không có đói bụng rồi mua đồ ăn. Đói bụng không chị Lan? Dưới phần mình không có chỗ có nơi rồi mình suy nghĩ hoài biết cái đầu á. Không có rảnh niệm Phật, quên niệm Phật luôn. Vậy thôi, người ta không chỗ, người ta lo vô chùa, người ta ở có chỗ có nơi không chịu. Chùa đâu được. Sao tôi nghĩ rồi đó, tôi muốn đi chùa đó mà bà già với em quậy quá không có ở đó được rồi. Mưa văng à? Ngoài này mưa văng nữa. Đỡ mưa. Cũng như mình muốn độc thân đặng mình làm có mới vốn mình vô chổng mình ở chổng mà cái mỏ như bà quậy quá trời bằng keo nữa nè. Không chịch lương, không có vô đó được rồi, thôi giờ ở ngoài này luôn. Ở ngoài này luôn rồi mà kệ đi, mình ăn tương gì nào mình hát thôi. Cái gì trong đó quý quá trời, quải đi trần ngay lai khổ. Để mẹ chổng ngay đâu mà lấy. Trời ơi, không ai lấy gì, bỏ lấy bà dục của tôi đó chứ. Mà sợ người ta bỏ thì không có gì xài á. Bà đi như là sách tăng đi thủ kinh vậy đó. Bà má tôi bà cũng không biết bà sao nữa ha. Bà mà gặp tôi là bà lấy đồ tôi bà dục rồi bà có đem về nhà bà xài. Đổ thừa má hoài tội đó nha. Vậy có không có nói nha. Đổ thừa mẹ hoài không tội. Không phải ông Nam Tương mình đi nói dốc quá làm gì. Thiệt hả chị Lan? Thôi hay mấy chị em hỏi thử. Không có em hỏi thăm có thiệt hay không á, đúng không? Chứ chị nói là nghe nè. Chắc có lẽ chị nói là phải có. Trời ơi, tôi mà gửi đồ đằng chỗ nhà hết tóc đó, bà lỡ bà lấy đó. Có camera người ta luôn mà bà không lấy luôn nữa trời. Tóc chỗ nào đó trời? Tóc chỗ nào? Tóc nhà nó ngay đầu cầu đó. Đúng rồi. Cái thằng biết rồi, biết rồi, cái hết tóc cái nhà ngay đầu cầu đó. Biết rồi. Hôm tôi gửi mấy bộ đồ chỗ nhà nó để trước cửa đó, bà lỡ bà lấy. Bà lấy rồi cái bà dục rồi bà xài nữa. Vậy là mẹ chỉ ở gần đây mà nó khỏe bình minh. Trời ơi, bà lì bà đi lên trên đây bà ở dàn kia luôn rồi, bà đâu có ở với ổng nữa. Tại vì chị quê ở đây thì chị đoán rồi sao phải không? Căn cứ rồi là mẹ chỉ gần đây đúng không? Nếu như mà nói vậy mẹ lại lấy đồ là mẹ ở gần đây rồi, nhưng mà tại sao em không biết mẹ chị nè, em thích nhiều lắm. Thôi biết làm gì? Không biết mẹ, tên. Không, không có mẹ tên. Chị tên gì? Còn nhớ tên mẹ không? Tôi đi bà đâu có thương tôi đâu bà không bác tôi không chị biết, em chị nói thử em biết mẹ không chứ tại vì em đi làm đủ chỗ trơn á, em lấy hàng tùm lum trơn à,
rồi bà, ha, chị bà thì kia nó muốn nhà cho ở rồi cho tiền xài rồi bà đi làm mũ nữa. À, bà gom vô không là bà không có có bỏ ra. Tôi cũng đâu có nặng nhiêu đâu. Ơi, nặng à. Chị Mỹ. À, cũng nặng lắm á. Trời ơi, tướng vậy mà giác đồ này. Nặng chứ mình không đem theo rồi lấy gì xài. Nói luôn á. Nói chuyện á, mình không đem theo rồi lấy gì xài. Chị giác làm sao, chị giác thử coi. Đâu chị lên, chị dở làm sao, chị dở nổi nó. Quá làm sao này nè. Đi thử coi, đi ra chị Mỹ, chị đứng thôi. Đâu chị làm thử em coi coi. Thử coi cái nghề, thử coi nghề cho em. Có gì đâu mà không ấy. Đâu làm coi. Đâu có nặng nghề gì đâu. Đâu nè gì nè dở lên đi, sao nè cái này chạy dắt gì đi ra chứ sao nặng lắm luôn á. Hay gì chứ, thấy gì cũng hay ha. Hay quá, để mai mốt kiếm cái chỗ cho chị ở đi chị. Con trộn nó cắn luôn nè, lũng nè. Hả, bây giờ chị có muốn ăn gì không ta? Thôi ăn gì đâu, một ngày chị ăn mấy bữa hả? Một ngày chị ăn mấy bữa? Nói chứ hồi đó cha mẹ ăn mặn rồi mình cũng ăn mặn rồi cái bữa nào cũng ăn cơm rồi cái từ khi tôi học Phật tới giờ tôi không có bữa ăn quá không. Rồi có khi buồn quá ăn không nổi nguyên ngày không ăn luôn nữa. Không ăn gì nhịn thì có đói bụng lắm không? Đau bao tử không? Thì có khi ăn cơm vô nó cũng đau vậy. Mà đau thì uống thuốc. Mới đầu không quen từ từ quen rồi. Đây là dốc cầu. Đây dốc cầu nè. Đây là cái gì? Ở đây là cầu, thuộc cầu gì đây chị? Cầu Cả Mít. Cầu Cái Mít ở xã gì? Vịnh Thới. Xã Vịnh Thới, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Tỉnh Đồng Tháp mà. Chị Lan, bây giờ nếu mà có cô bác nào muốn đem chị về nuôi á, làm con nuôi làm chị gì đó, nuôi chị luôn á, chị chịu không? Ồ, có đó hiếm lắm, cha mẹ mình còn thương mình đâu mà. Ngoài dù kia còn những người, nhiều người tốt lắm á, tại người ta chưa xuất hiện á. Nếu mà có thì sao, có mới có thì sao? Có thì em qua đây em dẫn chị đi được không? Hay là có người thân chị qua rước chị về, chị chịu không? Đâu, rước về đang nó đem nó đi bán chỗ khác nữa. Bây giờ có người khác là không bán chị nữa đâu. Bây giờ ai cho bán đúng không? Ai đâu bán? Ai bán, ai đâu bán đâu. Cái này là người ta phát hiện nè, đâu phát hiện bây giờ ra cỏ rồi. Biết ra cỏ đó kìa, không phát hiện ra cỏ đó kìa. Còn tới giờ. Là xanh cỏ đó hả? Dữ dằn thì chứ. Bây giờ nếu mà có người nhà tới để mà rước về thì về nha. Ở đây khổ không lắm. Về đâu. Ở đây về khổ lắm. Về giờ dắt này nè, người tận. Về cũng ở nhà mướn rồi mua mốt bỏ đem bỏ bán nữa cho à. mấy ông nội, mấy ông với mấy thằng cha đó làm tầm bậy tầm bạ mà chết nữa. Rồi ngồi sáng đêm hay là ngủ? Thì tạnh mưa thì ra ngoài ngủ, còn mưa thì ngồi đây. Rồi ngủ đó có che gì không chị? Ngủ chị có che gì không? Trời ơi chị em, cái miếng này ta cho mấy quả hổm nè, che là bị ướt rồi đó, ngang qua bị ướt rồi đó. Rồi ngủ cho đóng gạch vậy đó hả? Rồi bữa nay không thèm che luôn, để gì vô đây luôn. Rồi giờ tạnh mưa kìa, giờ nếu mà che làm sao đâu, đi? Đi ra ngoài che chỗ ngủ cho em coi coi. Đâu đi thử coi. Thì cái này trải trên đây nè, cái miếng này mình chùm lên quất gì rồi thôi. Đi ra chỉ chỗ rồi chị ngủ cho em. Đúng rồi, đúng rồi. Đó chỗ đó đó. Đi. Rồi đi. Khỏi một đá đó đó. Ý là có gì mấy em che cho chỗ ngủ rồi sáng mai mình đi mua đồ. Đi lấy cái nón lá theo. Dễ thương à. Vậy đi, có gì đâu. Rồi, đem đồ theo không? Đem sách chưa? Thôi để đó đi, mình đem theo mình. Có gì che không? Có gì che không? Thì ngủ che đây chứ đâu. Đâu chỗ nào chỉ cho đi. Chỗ cái cục đó đó. Là chỗ cái góc đó đó hả? Đâu để đèn lên, chiếu đèn ra cho chị coi. Đâu? Đó, chỗ đó đó, cái xô đó tôi còn để đó. Cái xô đấy hả? Xô đây đựng gì chị? Xô nước. Xô nước hả? Rồi che chỗ nào? Có che đâu, thì ngủ đây nè. Ngủ đây luôn hả? Ngủ chỗ này nè, chừa cái cục đá đó ra. Cục đá đó của ai để ta thắng hay gì đó. Thắng không gạch thì sáng mấy giờ dậy? Ngủ đây sáng nè. Sáng dậy sớm không? Gửi người ta đi lấy gạch, người ta bán thì sao? Trời ơi, lấy gạch tới sáng quét người ta mới lấy. Còn tôi 3-4 giờ tôi thức rồi. Vậy à, thức rồi đi đâu? Thức đi ra ngoài này nè. Đi đâu làm gì? Đi ra ngoài để mình thôi, để mình thôi bà lão bà gặp bà lấy đồ tôi. Vậy hả? Cứ trốn nhà vậy đó hả? Bà lấy rồi bà giục rồi bà đem gì bà xài nữa, mình không có xài. Mình rồi không ngủ ở đây nữa. Là rồi sương xuống rồi sao? Ví dụ không mưa rồi sương xuống rồi sao? Sương chứ có ở đâu. Trời. Sương rồi sương. Nằm đây ngủ luôn hả? Thấy khuôn mặt sáng láng quá trời kìa. Nhà chợ đặng không chịu mướn ngủ. Nhà chợ nào? Nhà chợ đằng này nè. Thôi. Chỗ mình đường vô mà định đó, có nhà nghỉ đó. Không có tiền. Không có tiền ngủ không được ha.
mà thôi đi, có tiền tôi cũng không mướn nữa. Tại sao? Đỡ mẹ vậy đi, có đi muốn muốn nhà chi có công thốn kém nữa. Cứ đi vậy hoài rồi mưa gió rồi bệnh rồi. Bây giờ muốn đi xe hơi ha. Thôi mưa thì bệnh thì uống thuốc rồi, không có thuốc thì thôi. Vậy là cứ nằm ngủ đây, vậy ngủ đây lâu chưa hay là mình lâu lâu mình đổi chỗ thôi? Đâu có đổi chỗ, ngủ chỗ đó hoài chứ đâu đổi. Trời đất ơi. Chỗ nào đâu đổi. Khổ dữ ha. Vậy là kinh. Ở ngoài trời á. Ở ngoài trời không chừa được. Không che không như luôn. Nhưng mà lạnh dữ không chị? Lạnh lắm chứ cái này cặp. Đó không, mày mấy bà kia bái bả. Của ông chủ đó đó. Chủ vật liệu xây dựng ha. À đúng rồi, của bác Trần Hùng đó. Nói chuyện á, được hỏi mấy bà kia bà cho ở đậu mà mặn kiếm tiền rồi mặn cho mấy bà nữa mà không nổi rồi bây giờ ở gì đó. Chứ không có ở đậu ai nữa. Vậy đó hả? Ừ. Bây giờ chỉ là cũng là còn là cái điều bí ẩn mình cũng chưa biết nha chị. Ừ. Thế chị là bí ẩn quá, giờ mình cũng chưa biết là chị ở đâu hay làm đúng gì rồi. Đó. Thật sự là tại vì chị không nói tên mẹ chị. Thôi đi, nói gì bà. Chỗ ở, nhà ở đâu, con cháu gì cũng không nói cho. Đúng rồi, không nói thì đâu có biết đâu kiếm. Mà kiếm. Ồ, mấy đứa cháu nó đài thấy mẹ luôn. Còn cái thằng còn thằng em á thì bả bán mình mà nó còn lấy dây nó chối mình lại rằng nó cho bả đem đi bán nữa. Vậy là nguyên cái nhà vậy luôn hả? Ờ, nguyên nhà vậy luôn á. Vậy tôi ở mình nên tôi bây giờ mới mốt có người giúp đỡ nè, em quay lên là có người giúp đỡ nè. Có người giúp đỡ là đưa mình về nuôi nè. Rồi nữa mình về mình làm cái điều giống như mình làm được gì mình làm công quả đấy cũng được không? Hả? À, cái đó là hết bệnh mới làm được, còn bệnh đâu làm được. Thì bây giờ muốn hết bệnh đó thì có chị Mỹ nè. Chị Mỹ giúp đỡ cho là có đồ đạc mới nè, rồi vệ sinh cơ thể rồi cho sạch sẽ. Tại vì mình tắm mà mình xuống sông rồi đi lên như vậy thì ai mà chịu nổi. Đúng rồi. Nó không quen, phụ nữ tự mà. Tự quen rồi. Mời em mua đồ cho. Mai nè, mua đồ cho. Hứa là làm nó, hứa là mai sẽ làm. Đúng rồi, đúng rồi. Bữa hôm ta không cũng hứa mà hàng đúng ngày rồi. Người ta còn làm. Cho nên là ý mình nói cho chị yên tâm á. Nói chị em cho chị yên tâm là hai chị em mình sẽ tới. Thế chị. Nha, ngày mai hai chị em tới đây rồi đi mua đồ nha. Ngày mai ở đây không đi đâu nha. Trời ơi, mời hả? Đúng rồi. Thôi ở đây để đây bà lão quá trời bà gặp tôi mất không thiện quá. Ở chồng ban ngày. À, chồng ban ngày. Còn khoảng 4 5 giờ nữa nha. Ừ, ở chồng ha. Ừ. Rồi bây giờ hết mưa rồi ngủ đâu giờ ngủ được chưa chứ thấy giờ ngồi hoài ngủ đây sao ngủ cái nè. Bình đâu có sao ngủ. Nước vậy nhưng mà mình chảy cái miếng kia đây rồi mình nằm ngủ có đâu. Trời đất ơi. Ngủ gì luôn hả? Có khi tôi ngủ quên cái tôi lăn ra ngoài này nè. Ừ. Trời ơi, vậy cái miếng nó vậy à, nó không có bự ra vậy nó chỉ vừa vậy nè. Rồi giả sử kiến hay là gắn là nó lại nó cắn mình thì sao? Cái gì? Gắn là nó lại nó kiếm mình nó cắn mình rồi mình tính sao? Thì nó cắn rồi coi như là mình khỏe chứ có gì đâu. Khỏe là cho nó cắn luôn hả? Không có, nói chuyện á. Nhiều giờ mình đang sống mình khổ phải không? Nó lại nó cắn mình thì mình thoát sớm mình khỏe. Này là chết rồi. Thì bây giờ mình khổ thì bây giờ mới có người tới giúp mình này cho mình hết khổ. Hen. Bí ẩn nha. Người phụ nữ bí ẩn. Rất là bí ẩn luôn. Bí ẩn gì bí ẩn mà tôi tình thiệt tôi nói vậy nghe nghe không nghe thôi chứ. Biết sao vậy? Mưa rồi, người yêu ơi. Còn mưa không? Hết rồi. Thấy mưa lông đông mà. Hết mưa luôn, hết em mưa luôn. Em còn không sợ mưa. Vậy hả? Hết mưa rồi. Vậy hồi chiều đi đâu vậy? Hồi chiều giờ đi bộ đi đâu vậy chị? Thì từ đó rồi đó đi vòng vòng con đi chơi hả? Đi chơi hả? Không phải đi chơi cũng như mình đi vòng vòng cũng đó đó mà có mưa thì mình vô nhà người ta mình đục. Còn cái đi gì đó hả? Còn không mưa thì ngồi đó rồi đi chữa sạn thuốc men rồi đi sắc mà có một cái mưa rồi đâu có sắc được đâu rồi. À, hồi chiều em vô em không có gặp nồi sắc thuốc của chị. Hồi chiều nay đi trễ. Cái nồi sắc thuốc đâu? Cái nồi sắc thuốc sắc rồi cũng đem đi giấu đâu có dám để. Để ngoài cho tôi lấy hả? Ừ. Em kiếm quá trời luôn á. Lấy thì dục sao? Em là vô cái em gặp không có chị em nói trời không biết đi đâu mất tiêu tình yêu của tôi rồi tôi đi kiếm quá trời luôn á. Nè trời ơi người ta cho mình không hết có người nhà mình nó quan gia chế chủ nó lấy nó dục á chứ ai đâu lấy. Rồi biết quan gia chế chủ luôn kìa toàn là trong kinh sách đâu không á. Những cái câu từ là Hán Việt, Hán Nôm hay không á. Không phải đùa đâu. Cái người ngoài thì người ta cho mình. Còn cái người nhà mình nó lấy nó xài rồi nó dục luôn.
cũng như không mằng cho nó quạo nó dục. Ai mà gánh đi theo dục hoài vậy cả, chơi ngộ quá, quá ăn quá không có đi dục á, chứ mình không có mình xài, người ta cho mình cũng tội nghiệp người ta, chứ mình lấy tiền người ta mua hoài cho được, cũng phải thương người này kia rồi chứ. Thật sự thì em chia sẻ chị ha, chia sẻ với bà con đang xem luôn, coi như là tại vì mình nghe chị Mỹ nói là quê ở Sóc Trăng ha, lúc trước là chị kể cho chị á, Sóc Trăng. Thật ra em gán tới đây đường xá xa xôi, mà bây giờ thì tới đây nghe chị kể câu chuyện á, tuy rằng là mình chưa biết chị quê ở đâu nữa, chị nói như vậy thôi. Nhưng mà thật ra là mình thấy người phụ nữ vậy rất là tội, cho nên thì ngày mai hai chị em mình sẽ giúp được gì mình giúp thôi, trong cái tầm khả năng hai chị em rồi, mình. Chị cũng hứa với em, nhưng mà ngày mai chị công việc chị cũng dữ lắm, nhưng mà rảnh giờ nào thì chị đi giúp chị ngày giờ nấy. Còn ở đây. Rồi. Thì cô bác anh chị cứ theo dõi đi, Hoàng Xanh hy vọng là đủ duyên để mà có thể mà sẽ chia cái nỗi khó khăn này được cho chị, hoặc là có thể mà có mạnh thường quân nào, hay là có những người thân yêu của chị, giờ gia tộc của chị á, có thể giang vòng tay biết. Không, đâu người thân gì, người thân tôi hả, nó bắt tôi mặn tại chết vì em tôi tưởng luôn. Nó là ở dưới Bạc Liêu Sóc Trăng, em gắn lên đây coi chị sợ bị lạc đó. Là em nói lúc là chỉ cần có giấy tùy thân thôi là đủ rồi đó. À, lúc đầu hỏi chị cũng nói ở dưới Sóc Trăng Bạc Liêu gì dữ á, cái nói ủa gì, nó vậy là người nhà chắc kiếm chị dữ lắm rồi đó. Rồi sao lúc đó nói Sóc Trăng là tại vì nói không cho người nhà biết hả? Nhưng mà mình nói mình giữ giới mà mình nói dối vậy, mình có bị phá giới chưa? Cái này đâu phải là nói dối đâu, cái này cũng như chứ mình nói không thật là mình không có giữ giới không rồi. Không có, mình nói vậy đặng cho nó đừng biết đường, nó kiếm mình hoài, nó bán mình hoài, mình chết chị, luôn. Chị cũng nói với em là chị ở Sóc Trăng, cái em nói quá trời xa tội nghiệp chị thôi. Tự nhiên nói dối ai, không nói dối, nói dối cái người tốt với mình, người giúp mình. Bởi vậy người ta giúp mình hay nói thật á, cái đó mới giữ giới. Mấy bà cũng khóa tôi rồi, bởi vậy tôi mới không có nói thiệt. Với lại mình giữ giới lâu rồi thì tính ra mình gặp thì mình cũng nhận ra người thương mình á, thương mình thật sự mới qua hỏi thăm mình mỗi ngày. Chứ người ta phá chị nhiều rồi, tự nhiên chị thì không phá mà không giúp. Không phá, đàn bà phá, đàn ông phá, quá nhóc hết trơn luôn rồi. Bởi vậy gặp phụ nữ thì không phá nè. Giờ tôi gặp ai cũng sợ luôn. Em có phá chị không? Nói vậy nghe vậy quyết lâu rồi phải không? Lâu 2 tháng rồi. Nói chuyện á, nói vậy nghe biết vậy thôi chứ. Mà em có khóa chị chưa? Hay là em đó, giúp chị? Mũi bằng cái quần như vậy. Trời ơi kìa, lôi cái quần. Tôi nói lên rồi, đừng có hỏi tôi buồn tôi khóc á. Hỏi quan tâm, hỏi thương chứ không phải gì. Rồi mé xong này ngủ buổi tối thì lạnh lắm em. Lạnh lắm. Mé xong với chân cầu. Kệ lạnh. Về đây dưới chân cầu nè. Ôi nãy đâu có thấy có mền có bọng gì đâu hả? Đâu có giống không gì không có đâu. Cái gì hết rồi lấy gì đắp trời ơi. Hôm hổm người ta cho cái miếng vải đang may cái quần nè, rồi đâu có may đâu để là đắp á. Tàn rồi. Ừ thôi mời mua cho cái mền chịu chưa, thôi đi tốn tiền hỏi mua mền đi, cái miếng nó đắp được rồi. Không mua rồi lấy gì mà ấy mà đắp thì kệ, đắp lại miếng nó đi, không mua mới đắp được, không mua mới đắp được. Cái miếng nó mỏng đắp được rồi chi nữa. Nói chung là mình chưa biết được chị ở đâu, mình chưa xác nhận tại vì mình chưa có lên clip á. Cũng như là người thân chị sẽ lên tiếng. Nhưng mà bây giờ trước mắt là mình thôi, cứ giúp được chị mình biết làm gì, người thân tới nó bắt tôi về nhà. Đâu biết nó ở đâu đâu, mình đâu nói ở đâu đâu mà lo đúng không? Mình đâu có nói đâu. Bây giờ mình nói mình ở mé sông, nó biết mé sông nào đâu. Nói chuyện nó bên nó biết rồi, nó bắt tôi, nó bán rồi tôi biết đường rồi, tôi đi về. Ai dám bán rồi lên clip. Em ở gần chị nè, không ai bắt trơn á. Thanh thiên bạch nhật mà ai dám đụng tới. Vậy. Thanh thiên bạch nhật mà. Thấy không, người ta tới thăm chị mà người ta còn bật đèn nữa, thấy không? Chứ nếu mà người ta làm chuyện xấu người ta đâu lên bật đèn chi đó. Đúng rồi. Cái này là tại vì tôi buồn quá à, bán tôi cho mấy người làm tầm bậy tầm bạ, tôi buồn quá tôi cắt á. Thôi thì bây giờ từ đây sắp tới là hết rồi. Hết ai làm gì buồn ai. Bây giờ tình thương là bao la luôn á. Tôi nói rồi đừng có Hoàng Xanh thách tiếp chị đi. Hỏi tôi buồn. Nè, cái nào đem đi chảy đưa Hoàng Xanh sách. Thôi gửi đi chị mua. Thôi kệ người ta giúp được gì người ta giúp. Có sách đi hết chị. Chị thôi để đây đi, chạy mua mà. Ủa, cái này nè, miếng này nè, chảy này nè. Miếng này của người ta cho nè. Một miếng đó rồi còn miếng nào nữa không? Có miếng này chứ đâu, miếng nào nữa? Không treo trên bầu trời hả? Vậy đó, vậy đó, vậy là chùm đó. Có gối không? Đó. Thâu, không gối có gì, gì trơn, vậy đó. Đó. Nè, miếng này nè. Đó, đây nè, y gan nè, cái miếng này che. Chảy ở trong cái vị gơm ở chổng này nè. Có miếng này chảy đây nè. Rồi. Biết rồi. Chảy dưới đó đó. Cái miếng mình không ngủ dưới này mà mình lại đi cho nó gặp đó. Ê, sao chị không ngủ ở trong này cho đừng mắc mưa mà ngủ ngoài kia. Chỗ này nằm đây xe nó chạy sao được? Xét vô. Chắc định cái xe nó bự nó chạy tới luôn đó.
Vậy là chị cũng có bữa nó chạy sát đây luôn nè. Bên là bánh xe sẽ bên phải đó đây á, nó ở đâu mà chạy vô tới đây với bà hai cái xe nước đá nó chạy. Đúng rồi, đúng rồi, cái hãng nước đá là này, xe nước đá nó chạy đó. Đúng rồi, đúng rồi, cái miếng này nè chảy xuống rồi lấy ngoài đất lại chứ có gì đâu. Rồi vậy bây giờ qua chảy, rồi qua chảy đi. Mình có đem đồ gì theo để nước uống không hả? Có đem chai nước một hà, đâu có đem gì nhiều. Như nè, xách cha nè chị ơi. Trời ơi, để lại nó đi. Thằng ơi, có người yêu thương lo lắng cũng không chịu nữa ta. Ngộ thiệt chứ, mắc nợ đâu, đời nào đó. Mắc nợ gì mắc nợ. Yêu thương lo lắng cho cũng không chịu nữa. Không nghe ta nói sao, bố thí nhiều để dành nhiều đó. Ông Thiện không nói đó. Tụi mình nằm mình quay đầu đi. Đâu, nằm kiểu sao đâu nè. Nằm phải cái đầu quay đây. Nằm không mọi người. Nằm vậy có miếng này thôi hả? Miếng này nè. Với cái miếng đen đen nó đắp lên cái rồi. Miếng đen đen là miếng nào nữa? Cái miếng mà người ta cho làm cái quần đó mà vậy không làm không? Đó. Còn để cho. Còn lấy chải luôn đi. Chải luôn đi, hết mưa rồi nè, mình ngủ. Để sáng mai mình thôi mới chải. Cái ngày mai còn đi mua quần áo nữa. Trời ơi, trời mưa hả? Ngồi đây hả? Mấy thằng nước đá nó là nó nói ở đây sao được? Ủa, ở ngồi đó làm gì? Làm gì ngồi trong đó mà nó cũng la nữa hả? Ngồi đây nè, nó la. Mà nó chiếc xe nước đá nó bự lắm. Cái gì đâu, chạy sát đây luôn rồi. Mà mình ngồi đây đâu được đâu, phải đứng vậy đó. Thôi lấy cái miếng đó ra đi. Trời ơi. Bứt cái bực coi, bứt mạnh ra coi. Bứt dứt hết dây luôn. Nguồn khác. Bứt sợ hết dây luôn kìa. Ủa, đấy. Dây luôn á. Không có dây tôi cũng nhiều lắm mà tôi ngủ thiếu ngủ quá, tôi quên là nó mất dây giết rồi còn có cộng dây đó đó. Ngày mai có dây khác. Mất giết rồi còn cộng dây đó đó. Còn cộng dây mà. Còn vậy là bỏ quên bên chỗ cái bụi tre này. Đâu có. Nó bỏ miếng vải đây mà nè, cái này tôi cho anh làm cái quần nè. Thằng ơi, cái này là đắp đó, hả? Ừ. Trời, cái này làm cái mền đắp nè. Đây là cái gì đây chị, mở ra thử coi. Miếng vải đen, cái miếng vải đen bằng thun làm cái mền đắp luôn. Trời ơi, nó hôi hen banh xác luôn. Gối đâu, gối đâu? Tại vì hồi khuya này nè nó ướt á, nước đó nó tràn vô rồi nó ướt cái này nè. Rồi cái tôi bữa nay tôi không giặt nữa, giặt rồi mưa rồi quên sao qua nằm đâu, qua nằm sao được. Trời, mày lớn gì nằm miếng vải mày lớn. Rồi ok, ngủ đi, đang cho người ta về nè. Có cái gì phải chị em mình giúp chị được, giúp. Hết mưa rồi mới ngủ được, còn mưa hết rồi đâu nằm thử coi. Thì nằm cái đầu quay qua đây nè. Thì nằm ngay chứ có gì đâu. Đâu. Cái miếng này mình đắp lên. Nè. Bây giờ có gối không? Có gối nằm ngủ chưa? Đâu có nằm gối. Nè, vậy gối cái đắp tới đây nè. Đâu cỏ không? Đâu cỏ không? Đắp tới đây. Thì nằm xuống chưa tưởng tượng cái cây ta. Tưởng tượng vậy thì nằm nó vậy đó. Rồi nằm nè, có rồi, mỗi nó lăn ngồi đó. Rồi cái đầu mơ nhẹp luôn, cái đầu thì nó bị dính dơ rồi, thôi. Nằm xuống có gì đâu. Đầu sao ta đau cái ốc em? Ừ. Hả? Không đau cái ốc cái sao hả? Nằm dạ, thì đau đau chứ có gì đâu. Ồ, bây giờ chị nằm thử coi. Vậy là mỗi ngày nằm vậy luôn á. Thì nằm vậy hoài chứ sao? Nằm thử đắp cái dược coi, để có gì mai mốt mai tụi em cho cái miếng khác. Trời ơi, miếng này được rồi, còn miếng gì nữa. Vậy vậy, mình vậy nằm cái... vậy chứ có gì đâu mà không được. Nằm vậy hả? Ừ. Nằm vậy rồi đắp sao? Đắp ơi, đắp thử ơi. Thì đắp cái miếng này nè. Đắp, đắp tới, tới cái chân không? Cái chân đắp lên được không? Thì đắp cái chân nè. Bữa nay chị phục vụ lắm rồi, chị nói vài tiếng rồi. Ừ, tự nhiên thì em mình có duyên ha. Đó, vậy ta đắp, ta nằm xuống ở đây rồi, gọi rồi. Rồi, nằm mình nằm thử ngang thử coi. Mình nằm ngang thôi, tới nó có bị hụt chân không? Hụt đầu được không? Nằm đi. Thì hụt mình nằm có đó. Thì bây giờ nằm thử coi con sao? Có thiếu bị thiếu không? Để tụi em biết coi. Nằm thiếu. Thiếu rồi, chắc cái này coi cái chân rồi. Có cái đây vậy? Rồi nằm mới được không? Đây hả? Rồi lạnh này đắp hả? Thì đắp tới đây thôi. Vậy á hả? Tới chỗ này nè. Rồi có chỗ cái này ra. Rồi không che cái mặt mình lại lạnh. Che gì mà che, đắp vậy rồi đó. Rồi mũi cắn này sao? Thì kể cắn nhiêu cắn luôn, nói gọi mà. Ồ, cắn nhiêu cắn. Không có màng tới xác thịt này đâu ha. Rồi để đây luôn đi, lát ngủ luôn, hết mưa đó. Nuôi vừa vừa thôi, nữa cũng bỏ rồi. Vậy nữa cũng bỏ xác quá. Rồi. Công nhận chị nói cái triết lý Phật Pháp luôn ha. Thì ban ngày nó cắn rồi mình thổi, còn ban đêm nó cắn nhiêu cắn. Cái này là lụm cái miếng của người ta treo nè. Sao? Ta treo ngoài cột điện. Đâu có, cái này người ta cho.
Ta biết cho. Rồi nhưng mà cái miếng này là cái miếng ta hay người treo khuyến mãi á, mấy bay cái bằng khuyến mãi khuyến mãi á, khuyến mãi ai biết đâu mà bỏ lấy bỏ cho rồi bà cho. Chảy rồi mấy cái em tưởng đâu là mấy chị... bà nào đi đường á, em tưởng đâu chị cần cái gối, em cho chị cái gối xịn luôn, lấy cái gối không, không gối sao nằm cả chị chịu cái gối, em cho thì gối xịn luôn, mua gối luôn ha, không em lấy cái gối trên xe em cho luôn. Dạ. Gối xe hơi cho luôn. Dạ. Coi như mình giúp cho chị một cái kỷ niệm đi, nhưng mà phải giữ nha, kỷ niệm để sau này để xài luôn, có đứa em là, qua thăm là em nó cho chị cái gối luôn, gối để nằm luôn á, cái gối xe hơi nữa, trời giữ nha, tặng chị một cái gì không nha, thôi để xài đi, con cái đi tặng rồi không gì có xài. Mấy cái lẫn tặng cho một cái, ủa không có, nãy giờ là em chùi mũi bằng đúng cái rồi. Quần bây giờ em lấy cái giấy trong xe em nè cho chị xài nè, luôn cho chị khăn giấy, tại vì giờ này đi mua không kịp nè, rồi chị, nè biết xài không nè, như nè gỡ ra nè rút ra chùi mũi chùi mặt ha. Rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ nè, chị biết cái này là cái gối này chị cầm á. Trời ơi, cho gối xịn trong xe luôn. Hả? Nè, cho gối cái gối xịn luôn, xịn luôn. Đó. Cái gối này xài rồi nó giặt lắm không? Đúng rồi, gối này rất là xịn, nó mềm nè. Ủa mà nó mau khô không? Mau khô. Giặt cái này gối nè. Của xe Honda. Cái tỷ như nằm 2-3 ngày cái đem xuống xong lấy bàn chải sạc để xà bông sạc nè. Đây gối này gọn thích luôn, đẹp cười luôn. Luôn. Rồi cái này gửi cho chị số tiền này sáng mai ăn sáng. Đây nha. Rồi xanh cho chị ăn cắt đi sáng. Từ ngày mai mới tính, ngày mai mới mua đồ với chị Mỹ. Với tỷ như ngày mai em chưa xuống kịp ha. Em hẹn 12 giờ bật 1 giờ xuống rồi đi mua quần áo nè ha, mua dép nè, sắm sửa cho nghe không? Mua xà bông tắm nè, gội đầu gội cổ cho thơm tho sạch sẽ. Cái gối này từ khi em mua xe tới giờ em luôn xài đi theo cùng em 5 tháng để cho cái cổ em lấy đó xe. Rồi, giờ đem cho luôn đó ha. Tặng chị. Dạ, ok. Chị đi. Này mới có giặt không? Bây không giờ tóm lại là gối không sạch giặt. Gối sạch. Ừ, không giặt rồi nằm dài 2-3 ngày là đem xuống lấy để xà bông vô lấy cái bàn chải biết là gối nha. Trong xe em rồi đó. Nha. Nha. Mày mốt thấy cái gối này biết kỷ niệm mà chị ha. Dạ. Cho chị á chứ không có đòi tiền rồi bạn gì đâu. Cho tiền sáng ăn sáng cắt ở đây đi. Rồi, dạ. Rồi lau mặt lau mũi thì lấy cái giấy này ra lau. Lau bằng cái quần nữa nha. Nghe chưa? Bụi bặm mà cắt đúng mà. Tại không có đồ chùi đại cái tiền nha. Cô chị biết xài tiền không? Tại vì em không dám cho đưa số tiền lớn với chị. Dạ. 50 biết không? Biết, ở đất rồi biết. Mẹ khi em cũng đưa 50%, 50% chứ em cũng không dám, nhưng không có dám đưa nhiều, không có dám cho chị nhiều. Thôi cho nhiều ông bọn ác là lấy gì làm gì? Ừ, cho mừng dữ lắm. Dạ. Cho tiền mừng lắm, đặng có tiền sáng mua đồ ăn dạ, đó. Có cái gối này nằm là ngon lành ha. Đó, rồi nửa nhớ qua nè, kia. Giữ nghe, đó. Không có bỏ cái gối. Coi thử nằm cái gối cho em thấy coi vừa không? Đây nằm đi. Nằm đây. Cái gối gì đi được rồi, nó gọn. Thử nằm đây, gọn luôn ha, thích luôn ha. Rồi, quá trời vừa luôn ơi. Ghê cái cổ luôn nè. Để cái gói bự quá, nó cong đồ trôi quả nhầm khi trời mưa nó. Đó, nặng nữa. Tự nhiên có lấy cái gối này luôn cho nó gọn ha. Ừ. Gọn. Rồi cái này xài nha, không có lau bằng cái quần nữa nha. Ừ. Thấy chị phụ nữ đừng coi vậy, mình chưa cảm biết thế nào nhưng mà nha. Vậy nè. Trời biết cảm ơn nữa kìa. Thằng ơi, người bay lớn mà nằm cái bay lớn này nè. Chị nói là nhiều bữa lăn được rồi. Thì có bữa ngủ quên lăn ở đây thì xình rồi, bữa nào mà không ngủ quên thì còn trong này nó không có xình gì. Có khi nào có cái ông nào lợi không trời? Trời cái nhầm khi á hả, mình bị mệt rồi gặp mấy ổng hả, mình la ghét rồi mình làm gì mình mệt mình muốn đi luôn á. Gì hả? Ừ mà gán chứ gì? Không gán sao được, làm gì mấy ông lại làm gì là không nói chuyện nào la quá xíu không chịu một bội. Nói nghe nè chị, chị Lan nãy giờ em với chị Mỹ nè là nói chuyện vui không? Thấy vui không? Ừ vui. Có bị tào lao không? Không. À, không. Không. Rồi, hết mưa luôn ha, công nhận mình ra đây hết mưa luôn ha. Ừ, tại tôi dốt luôn, không nói chuyện hỏi tới đâu tôi nói tới đó vậy đó. Rồi, vậy ngày mai mình gặp chỗ bụi tre ha. Thì để coi mà không có mưa thì lỡ nó sớm, mà mưa thì lỡ nó trễ. Bữa nay tôi có lợi mà tôi lợi trễ. Dạ. Ừ. Là thuốc thì chắc là ngày hôm qua rồi mà hôm qua không có uống rồi bữa nay hâm lợi đang mơi chắc lợi đang uống để thôi nó hư bỏ uống. Ừ. Thuốc đó, thuốc núi người ta kiếm cũng hơi khó. Ừ. Ở đây không có thuốc đó. Mà đằng này nó cũng ác thiệt, nó hồi đó mình còn tháng mình cử nó không cử cho mình bởi vì giờ mới bị bệnh gì đó. Bị ông chồng hả? Ừ, không có thuốc nào trị chứ. Trời.
Rồi bây giờ thì thế này đi, bây giờ thì bây giờ em với chị Mỹ xin phép về cho chị nghỉ ngơi, cũng là 11 giờ tối rồi. Rồi hẹn ngày mai mình gặp. Chị biết rồi ha, biết hai chị em của em là tới là giúp chị chứ không có gì đâu. Cho nên chị yên tâm nha, cái gối này em tặng chị làm kỷ niệm nha. Cái gối này là em từ mua xe tới giờ là em không có để mất luôn, mà giờ tặng chị đó là quý chị lắm. Đúng rồi. Không phải là nó mắc tiền gì, nhưng mà có một cái là giống như là cái đồ mình xài á, mà mình tặng cho cái người mình quý mình mới tặng. Thấy chị nói chuyện Phật pháp rất là hay, với lại cái chị ngộ rất nhiều thứ, mình đáng để học hỏi chị. Trời dốt mà học tôi làm gì? Học chứ, phải học, ở đời mình phải học. Học có, được cái gì học đúng không chị Mỹ? Tôi về nhầm khi tôi còn học mấy người viết chữ nữa đó. Nhưng mà em học như cái lẽ phải của chị. Đó. Vậy hả? Rồi em học lẽ phải của chị, rồi bây giờ chị nghỉ ngơi đi ha. Để cho chị nghỉ đi. Nghỉ đi. Nó nói giống giống trong giảng, tôi nghe trong giảng nói cái gì ông thầy ông chọn mấy người dốt nhiều không mấy người biết chữ đó. Thôi giờ gì nè. Rồi. Rồi bây giờ chị nghỉ ngơi đi, rồi mai em hẹn chị mai 1 giờ lên rồi xuống, rồi em sắm quần, sắm áo, sắm dép, sắm đồ cho ha. Đúng rồi. Nha. Nghe chị Lan. Dạ. Nha. Mày quay qua đây coi người hẹn chỗ nào, hẹn chỗ nào, hẹn chỗ nào nè. Thì lỡ chỗ của che đó, rồi, đâu okay. Có chỗ nào nữa đâu. Rồi ok. Rồi, mai gặp. Rồi ngủ đi. Rồi. Rồi bây giờ mình về, bây giờ em chào chị luôn ha. Ngày mai nhớ gặp nha, ba chị em gặp. Rồi. Rồi. Tôi tại có bệnh mệt nữa rồi không có đi đâu. Ngủ đây đi, ngủ đây luôn đi. Ngủ luôn đi, có cái gối, cất cái gối luôn nha, cất cái khăn luôn nha, để mất á. Vậy cái gối mọi khỏi giặt ha, để khỏi giặt đâu, gối đang nếu mà cảm thấy mà để không sạch thì cứ giặt chừng vài bữa mới giặt phải không. Rồi hai ba ngày, cái gối nè con mũi cắn tôi nò đó, nó bay hết nổi đó. Rồi ủa nè ông lấy cái này đi, trời ơi tính ra chị rất là cái này không biết cái sáng gì cái đó không biết cái gì, cái này treo cho vui thôi cho nó sáng. Lấy cái đó đi để quên cái đó. Rồi chúc ngủ ngon nha. Quên là tôi nữa, tôi nằm đang quan lỡ nó gớt rồi tôi không. Trời ơi quá trời rồi nè chị Lan. Nước của chị em đem lại đây rồi nè nha. Dạ. Đó chị nói đúng rồi, xe như vậy xe chạy rồi sao ngủ. Tại không biết chứ tôi đủ cái bệnh chưa. Dạ không sao đâu. Tại nó mần sớm quá không được nghỉ ngơi, nó bị mệt. Có nghĩa là sinh con rồi mần sớm nó không được nghỉ ngơi á. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Dành thời gian buổi tối hôm nay. Nhầm bà ta nói tôi xong mà làm biết nó đó chờ. Vậy hả? Thì ai nói kệ người ta. Ai chửi mắng thì ta giả điếc á. Đó cái câu đó đó. Chờ cho người hết giận ta khuyên. Không, tại vì đó mần sớm quá đó rồi cái bữa làm bữa nghỉ cái nó mệt rồi. Nhầm khi mà tôi ở không nó. Thôi không ấy mình về Hoàng Xanh. Mình về cho chị nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đi ha. Đó mũi. Thôi đừng có đập mũi. Quên nữa, quên. Thôi để em đập cho em tội. Thôi đi đừng đập. Dạ. Tôi nãy tôi quên phủi nó rồi. Tôi quên thầy nè. Rồi vậy thì hai chị em về ha. Rồi nha, hứa. Rồi nha, hứa chào nha. Cô, cố gần đây hả cô? Tôi ở nhà bà kia kế bạn đó. Dạ. Ủa nhà kế hả, nhà kế là đâu? Đặng đó, nhà Đặng. Ủa em của nó ở Đặng kìa. Thôi đừng nhắc em. Ủa vậy là có nhà gần đây hả? Nhà gì? Thì hồi đó anh ở đậu Đặng Đặng ở đậu hả? Ở đậu là ba ở đâu, ba lại ở đậu là gốc. Thôi gốc cô này gốc ở đâu? Trời ơi bỏ bán cả nhà con bỏ lỡ đó là con bằng mướn cho người ta bà. Ừ. Mới quen cái ông ở trên cái quýt này nè. Ừ. Cái cá quýt, trời cá quýt biết không em ơi, cá quýt nè, cá quýt biết không, là cái ông thằng cột, biết thằng cột không? Không có quen mày cầu của ông Lâm Thảo ngang chân đó đó. Chị nói đúng rồi, là chồng bà ở hai đứa con mà đẻ ra hai đứa con mà con trai con gái sinh đôi. Chị ông Năm Thảo cầu ông Năm Thảo á hả? Ừ mà chồng bà ngăn cầu mấy em đây nè, mấy em ta trái nè, qua sông. Ừ. Ngăn chân đó. Ừ. Ngăn chân ở chỗ bùn thục bên da chị biết không? Ừ. Ngăn chân bên đó chồng bà đó. Vậy hả? Rồi đó liên quan ông nội nè, ông làm bậy rồi mới đẻ nó đó. Bây giờ hai đứa con cho nó giờ học lớp 6 rồi. Ừ. Vậy là chị nói đúng. Đi lên thăm con không cho quất bánh nữa. Vậy hả? Bà rồi bắt rồi đó. Phải ở khổ sở gì đây hả? Sao em ở đây mà em không biết bả nè? Đúng bà nào? Em không có biết chị này nè. Nhưng mà chị kể này cũng đúng rồi đó. Đang đẹp, bà mướn nhà trọ này nè, nhà trọ của con Lan này nè, là thằng em nó trả tiền, em nó đang mằng nắng gà. Sao bà nói em bả với má bả gì lại lấy quần lấy áo liền hết trơn? Bả nhưng mà cũng quê ở đây, tốt đẹp là quê ở đây phải không? À. Ở gần đây mà không có quê ba đó với Bình Minh á. Bình Minh thấy không? Rõ ràng không? Vậy là chị kể sự thật hết tới giờ không có nói sai. Bình Minh rõ ràng rồi. Bình Minh nhưng mà sao ba mẹ giờ tới đây? Sao mẹ không có mẹ... nhà có cửa hết trơn, lang thang. Rồi em trai với mẹ qua đây luôn. Ừ. Nói gì phải rồi. Dạ em trai nó đắng kìa. Em trai đang ngủ đắng kìa. Dạ. Đó. Rồi sao quýnh à? Rồi chồng không cho gặp luôn hả? Chồng thâu lâu rồi, đuổi đi lâu lắm mà. Tuổi năm nay chồng bỏ chứ đuổi đi.
bỏ năm nay nữa lâu á, mà chừng 7-9 năm rồi ạ. Trung thực luôn. À đúng rồi. Ôi trẻ đàng hoàng luôn, kể đúng. 80 năm rồi bây giờ bác khổ vậy đó. Rồi mưa thì vô ngồi đó vậy. Đó, mưa vô đó. Thì em thấy em mấy xót già nè, mà chị nói chị ở Bình Minh Sóc Trăng vậy chứ. Vĩnh Long. Rồi em mới nói trời ơi, vì nếu như vậy thì người nhà chắc kiếm dữ lắm kiếm. Em mới gắng cố gắng em tìm em giúp. Có ai giúp không? Thấy ngủ đây có ai giúp ai đâu mà giúp. Giúp ai đâu mà giúp ở đây còn không ai giúp một gì trơn, chỉ có mình anh chị thôi. 10 ngàn bà mua cơm ăn, vừa mua miếng miếng tủ ăn không ăn sống già chứ đâu lăn ăn đâu có nấu cơm gì đâu. Em gặp em cho tiền. Nhưng mà cái cách nói chuyện á, rất là những người là cũng biết học Phật á nha, chứ không phải là người bậy bạ đâu. Ăn tương. Ăn tương. Ngộ ra nhiều thứ lắm á. Bởi vì người ta nói nhìn những người mà nhị mình đừng tưởng ta, người ta phàm phu, nhiều khi người ta cũng có cái gì bên trong, đó là cái kiếp nạn người ta đó. Cho nên mình cũng luôn tôn trọng họ. Ăn ngủ kìa, con gian điển hô trời ơi, người ta quay bà Lan láng kìa, tôi mới giọt đi nè. Vậy là tên Lan thiệt luôn á. Chị tên Lan đúng luôn. Tên Lan luôn. Nhưng mà, khổ lắm. Nhưng mà chị biết khổ, nhưng mà chị hơi chị có bị khờ hay là bị gì không? Khờ mà hiền ha. Vậy là mẹ ruột với em trai ở đây. Ở nhà ở đây đó, em trai đang ngủ đó kìa. Ngủ bởi nhà đó là nhà nghề nhà trọ. Đi làm cho người ta ngủ ở đó. Làm là hai tháng đá. Nhiều anh chị em không? Chỉ nhiều anh chị em không? Có hai chị em mà. Hai chị em. Rồi mẹ thì sao? Mẹ bây giờ đang mướn nhà trọ trên Cao Quýt đó. Nhà trọ nào trên Cao Quýt trời. Chị biết nhậu Năm Tược không? Biết thì cái bên ngay hàng ngay cái vườn chuối của chị Năm vậy đó. Vậy để mai em chạy ra đó em mới kế bên đó chứ đâu, để em mai em ra đó ra sao em trong cầu Cao Quýt một tí xíu chỗ tập quá Trần Thắng em chạy vô chút. Vậy sao thôi lỡ bả chi bả có được đâu mà lỡ bả ngày sáng là bả chạy xuống đây nè. Vì hả hàng chị bả sợ phải rồi Hoàng Xanh ơi. Giờ mẹ chỉ chạy vào đây làm gì? Chạy con Măng Nắng kìa. Dạ chạy lại kiếm con. Mà sao chị ấy lại ngủ ngay chỗ này luôn trời, không kiếm chỗ khác đâu ngủ. Bà với nó là không có không ấy, lại được cứ lộn mà. Dạ, đánh tôi hoài. Lại được cứ lộn mà. Chuyện này vậy. Chuyện này bà với nó quấn lộn mới đi vậy đó. Gì đó hả? Đối xử vậy đó hả? Chỗ này nè nó bị lủng lỗ luôn á nè. Lủng trong này nè. Quá à. Nghe kể là thấy trung thực rồi đó. Đúng rồi, cái chính xác như chị này nói luôn rồi. Đồng cảm là chị không có dối gì hết trơn á. Rồi mẹ chị nhiêu tuổi rồi, thấy cũng lớn không? Lớn hơn thì lớn hơn. Từ xa hàng 6 à. 60 hay gì không vậy? Không biết nó 3 tuổi ngựa đó à. Ngựa sao? Ngựa 7 mấy rồi. Không, con nhỏ mà. 60 à? 60 à. Ngựa gì 60? Ba em tuổi nọ là 71 rồi đó. 58, bà 59. Bà lớn hơn tuổi tôi. Vậy là cô đây nhà gần đây mà. Đó, gần... nhà đó, giờ mấy cái đèn tắt. Dạ. Vậy là thấy quay hả? Thấy quay rồi qua đây hỏi thăm luôn. Cháu nó đang đi về, người nó bà hai quay bà Lan đằng kia. Dạ. Chạy lại nè. Mấy chị em mình ngồi đây giờ. Bây giờ chị cần hỏi gì là chị hỏi cô này nói là rất đúng luôn, cô này ở đây nắm thông tin. Tôi ở Cao Quýt nè. Sao gặp bà giống hả? Em đi chợ Hòa Định hoài đó, rồi em gặp bà trong Mũi Tre. Ở đây đâu khoảng chừng 4 giờ là bắt đầu quải đi liền á. Rồi bà, nếu như mà nếu như chị Lan nói ở đây á là em không có hỏi nữa. Mà tại vì em hỏi thăm á thì chị Lan chỉ nói chị ở Sóc Trăng Bình Minh vậy chứ em cũng không gành. À, mới kêu em qua cho quay nên để kiếm em thân. Mới nói như là thôi giờ em cũng tội nghiệp chị, không biết có lẽ là người thân ở nhà cũng kiếm chị dữ lắm. Thôi thay vì vậy em cái em điện cho Hoàng Xanh. Em nói Hoàng Xanh ơi gán giúp giùm chị thì giờ chị cũng đâu có đưa chị về được. Thay vì giờ mình đâu biết đâu đưa về. Bây giờ phải đưa lên mạng cho người thân người ta thấy, người thân người ta đưa về thôi. Phải không? Rồi giờ thì nói thật sự là ở đây á thì chị nói chị ở Bình Minh thì cũng là đúng rồi. Phải không? Má nó ở với Bình Minh mà có ông khác nha. Bây giờ ông khác ông khó khăn quá chừng ba mới trốn vậy bà ở với con. Rồi vậy là bà kể cũng giống á Hoàng Xanh. Tôi thấy mình khi điện cho anh chồng quá nữa đây còn qua lỡ gì. Bà có điện không? Sao không? Dạ. Bây giờ bà ở với thằng con trai ở đắng á, mà thằng trai nó lo cho bà. Giờ thì trước tiên là thấy chị là ngủ lang thang vất vả gì là mình lo cho bà giúp bà. Không, cái đó là đằng này là giúp cho chị cho chén cơm manh áo mà dưới hai nữa. Giúp đỡ gì? Dưới hai nữa là cho chị đừng có ngủ vất vả như vậy chị em sợ biết sao không? Những khi mà nửa đêm nửa hôm á, cái bắt đầu mấy ông say xỉn á, mình tội nghiệp chứ không có gì hết trơn á. Chứ không phải trời mình ơi mấy ông nội nhầm khi á hả mà tỉnh đó mà mượn rượu vô lại đang quậy mình á, mình nhầm khi mình hả mình thấy chỉ khờ nhưng mà ăn ngay nói thẳng nha. Thẳng thật đúng rồi có sao chị nói vậy thẳng thật
đó, bà hiền lắm mà bà thiệt tình lắm, thì đó bà không tham lam của ai hết. Em nói với chị là ngày nào em đi ngang là em gặp là em cứ hỏi thăm, rồi em đứng lại em nói chuyện rồi em cho tiền không nhiều nha, 50 là không lấy. Nói bà mặn cực khổ, bà nói bà mặn cực khổ, cũng không có chịu lấy. Em mới nói chị lấy đi, chị không lấy á, rồi lấy gì chị mua chị ăn. Hồi nãy nói là mua đồ cho là nói mua tốn tiền nữa kia, sợ không kìa, tốn tiền mà ham với bộ đồ mà thắt nút á chị, thắt nút á chị. Em nói để ngày mai em mua cho, đúng rồi, ngày mai em sẽ mấy chị rồi. Em mình nói những gì ngày mai chị mình sẽ mua cho. Đúng, đúng. Với điều kiện ngày mai phải gặp được chị nha. Gặp chứ, không có trốn em à. Ê Lan, mưa thì ở chỗ nào hẹn chú? Ừ đó, mà nắng thì tại chỗ đó. Đúng, đúng rồi, đó. Đúng, hẹn rồi. Nếu như mà trời nắng là hẹn đúng em 1 giờ tới bụi tre. Bụi tre chỗ nấu hồi đó, hồi đó đó. Rồi nếu như mà trời mưa là hẹn chỗ nào đặng ta biết đường nè, mà chưa nói địa điểm. Ừ. Chưa chịu. Địa điểm gì đi hoài có ở chỗ đâu. Rồi ngày vậy rồi mai nữa em đó. Biết đường đâu em kiếm. Mời người ta gặp người ta giúp. Mời người ta giúp cho chỗ nấu cơm đó. Rồi nấu cơm bụi tre. Bây giờ trời mưa trời gió gì cũng ở đó đúng không? Đặng em biết đường em tới xuống cái chân đó. Bây giờ mưa gió cũng ở đó vậy. Tôi dọn không kịp rồi tôi cũng bị mất mưa ở đó đó. Bây giờ có mưa thì ghé cái nhà cái bên gì đâu đó đứng nó bây giờ thí dụ như có mưa vậy thì chị lên trên cái này đi đâu? Bây giờ chị thí dụ như có mưa thì chị đi lên trên này còn ở tí Sóc Trăng nữa tại vì do là chị này nói là có thể là chị ở Sóc Trăng Hoàng Xanh kiếm người thân dùng coi đúng rồi tới đây luôn mà vô tình thấy chị khổ thiệt bây giờ thôi tới đây lỡ giúp luôn rồi đúng rồi tới đây lỡ giúp luôn đủ duyên em không giúp chị cũng không biết làm sao nữa mình nên chị giang tay ra cũng không được nữa dạ không sao mình còn kết nối cộng đồng á dù mình đưa chỉ lên vậy nhiều khi bà con ở địa phương này thì bà con ở trong xóm trong chợ cái mình nên chị thì chỉ thương là giúp 100-200 ngàn vậy thôi cho chị sống qua ngày thôi chứ còn giúp cái số nhiều là chị không có thể giúp được có cho ba 10-20 ngàn sáng mua miếng đậu hũ ăn là được không cho em cứ cho là lần 50 hoặc 150 gì đó chứ bây giờ mình đưa quay gì á bà con nhiều khi trong chợ mới mốt thấy hoàn cảnh vậy á thấy khuôn mặt của chị tới người ta cũng cho đồ ăn người ta cũng cho chú ngủ người ta không nghĩ là cái người này là người xấu xa hay là xa lạ ta biết là người tốt là được rồi người hiền lành tội nghiệp quá mình nghe nó thẳng quá đã lúc đó hôm chị biết không mồ hôi đổ nhẹp nó không chưa xong tắm tắm lên rồi cái đi tới luôn hồi khô y gan kể với mình bây giờ đó làm sao đúng rồi kể sao là kể gì thương cái chỗ là thật tình á thật tình hồi nãy cũng kể với em y gan bây giờ thật tình như vậy á người đâu có chỗ thả đồ đi tới luôn hồi cho nó khô đúng rồi y chang luôn nãy kể là y gan luôn cái em nói giời thật ơi gì nó hôi gình hôi gặp rồi sao có bữa mệt ra đồ không giặt để không kêu giờ để đây luôn hay xách qua bển chị xách qua bển luôn hả ồ nặng quá chị luôn hả ai la dắt này khô vô đó đi không có mấy cái thằng ở đây là mấy ông nứt đá bữa hôm trời mưa tôi đứng đó đó mà một giờ ngồi đánh nó bởi vì nó không cho phải không gọi gì là có thật ha rồi đem về ha rồi chào cô rồi. Cảm ơn nhiều cô rồi cô cũng ra nhiệt tình á thật sự nếu mà cô không ra nãy giờ là con không hề biết thông tin mình không giúp được tiền mà giúp được lời nói đúng rồi thôi giờ ít ra cô này cũng nhiệt tình cũng ra sẻ chia cảm ơn nhiều nha cô chứ cô không ra con không biết thông tin chị này cũng mù mờ đúng hỏi tại hoài vì mới gặp không có nói gì không có hiểu gì tại vì lúc thì nói ở Bình Minh lúc thì nói ở dưới Sóc Trăng rồi lúc thì nói ở Thế Mỹ cũng không biết sao nói cô giờ nữa thông tin hữu ích nè dạ 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 rồi chồng gì thì nó ở với mình cô này thì dân địa phương là nói chính xác rồi cảm ơn cô chúc sức khỏe cô nha rồi cô bác chị thì lý do là hai chị em tới đây buổi tối là tại vì hai chị em là mong muốn là cập nhật cái đời sống của chị buổi tối và Hoàng Xanh đó thì biết rằng là một người họ như vậy thì có nghĩa là cái suy nghĩ của họ thì cũng không có thể là mình không ổn đi mình nói không ổn đi mình không dám dùng từ khác tại vì ai cũng như ai mình không có dám chê bai nhưng mà chỉ hơi khờ thôi nhưng mà cái tâm chị rất là thẳng cho nên chính vì chị khờ thì Hoàng Xanh nghĩ là Hoàng Xanh dặn cho chị Mỹ là phải khéo thật sự khéo để tiếp cận và cuối cùng hai chị em cũng tiếp cận thành công lý do đó là chị Mỹ từ lúc đầu chị Mỹ rất là tâm lý trời mưa nó tối nay trời mưa lắm cô chú chị mà chị Mỹ thì cũng đi từ nhà tới đây để mà cùng với Hoàng Xanh tới đây cảm ơn chị rất là nhiều dạ mà được biết là chị cũng mới có xui phải không chị mới làm xui đó mới mới cưới dâu hôm qua dạ bởi vì hồi nãy lợi nhà chị dẫn ra thấy ông xã chị tươi cười em còn nói chung ông xã chị với chị cũng rất là tốt luôn chúc cho chị sớm có cháu nội nha chị cảm ơn em hy vọng ngày mai chị em mình sẽ gặp tiếp rồi. Kính thưa cô chú chị đừng có rời khỏi màn hình kênh Hoàng Xanh nha cô chú chị hãy chờ xem những cái điều đặc biệt biết đâu có những điều mà nó sẽ bất ngờ xảy ra nữa cảm ơn chị nha dạ kính thưa cô chú chị với khán giả bây giờ thì Hoàng Xanh chào tạm biệt bà con với khán giả cô chú chị yêu thương Hoàng Xanh
bấm like và đăng ký kênh cho Hoàng Xanh. Đặc biệt Hoàng Xanh với Thanh Thế có bán mật ong rừng nguyên chất nha. Chú chị nào mua liên hệ cho Hoàng Xanh và anh Thanh Thế. Bây giờ hai anh em xin được phép chào tạm biệt. Qua hẹn gặp lại cả nhà.